Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội FC U23 Tobama và gặp FC Uchinomiya. Như ta đang quan sát thấy thì Real Tobama mặc đồng phục màu xanh lá chuối bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái. Ở trong trận đấu trước gặp FC, đã là FC gì nhỉ? Sakura U23 Tobama đã dẫn với tỷ số là 2-0. Liệu trong trận đấu lần này các cầu thủ của chúng ta có duy trì được phong độ hay không? Vâng, đã có lỗi ngay từ những phút đầu tiên. Người bị phạm lỗi là cầu thủ áo số 9 Nagoya. Nagoya xuất phát, đúng vào, rất tiếc. Người băng lên cắt bóng vừa rồi bị hụt là Duy Phong. Rất tiếc một tình huống mà Nagoya rất có ý đồ chuyền bóng cho Duy Phong, thế nhưng anh đã không thể đón kịp được đường bóng. Một lời cảnh báo đầu tiên ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đình Kiêu. Sớm lên quả đầu tiên quả bóng đang bên phần sân của Uchinomiya. Cứ đá đi, không phải còn mình đâu. Còn lại kéo bình tĩnh đây dành cho U23 Tobama. Không được. Trời ơi, bình tĩnh, đá bóng quay lên em ơi. Anh ơi đừng dịch vào cho mọi người đảm. Rất may tình huống vừa rồi bóng đã đi quá nhanh nên không lấy chân của cầu thủ bên đội bạn. Ăn vạ. Trời đã thất còi. Một pha ngã nhăn mặt của cầu thủ Uchinomiya, thế nhưng không kiếm được pha đá phạt nào. Thánh người đây. Từ từ em ơi. Em ơi. Phạt bên U23 Tobama. Em ơi. Đứng chung anh ơi. Ra đây. Có sẽ chứng minh nữa. Vâng, thay người đầu tiên bên U23 Tobama, Văn Dũng là người được tung vào sân thay cho Trung Anh. Đình Tùng, Duy Long. Và trèo bóng lên hơi mạnh. Ở trận đấu thứ hai này với phong độ rất tốt như trận đấu đầu tiên, thủ môn Minh Tân vẫn được giao quyền bắt chính. Như ta đang quan sát thì đấu đầu tiên hai đội đang đá theo chiến thuật dùng ngũ nhau, không pressing mạnh như vừa rồi. Pha sút xa rất tốt của cầu thủ áo số 9 bên Tobama Nagoya, một ngoại binh người Nhật. Mỗi bạn đang phản công.
một tình huống phối hợp nhắm vào bên cánh của cầu thủ đội. Bây giờ đã là 12:30 buổi trưa nên là nắng khá gắt, một phần là nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý đá bóng. Vâng, đã có một lỗi đánh nguội. Theo quan sát thì một lỗi đánh nguội của cầu thủ bên Uchinomiya. Vâng, hai đội trưởng của hai đội mỗi người một thẻ. Giữa thời tiết nóng như thế này chúng ta cần giữ một cái đầu lạnh. Nhìn số 9 kìa. Pha đỡ bóng của cầu thủ áo số 9. Pha bắt bóng kịp thời của thủ môn Minh Tân. Duy Long. Vẫn là Duy Long. Rồi bàn phản công. Phan Hồ Văn Dũng đã lấy được bóng. Bóng vẫn trong chân Văn Dũng. Rồi bóng lên rồi Duy Khoa. Không được. Xin lỗi, đấy là Văn Đức. Ông gì? Ông chờ bóng vào. Bóng đập xa nó tính rồi anh. Duy Long lấy được bóng. Rất tiếc. Đúng được vào anh tiếng như vậy. Rồi bàn phản công. Văn Dũng bắn bóng lên. Nào Ngôi Gia đã có bóng. Đưa bóng lên nào. Bóng vào. Không được. Rất tiếc, một pha phối hợp rất đẹp mắt. Thế nhưng Di Phong không thể tận dụng tốt được một tình huống cố định vừa rồi. Nhìn chung ngay những phút đầu tiên Tomama đang có rất nhiều lợi thế. Đã có một lỗi. Thay người bên Uchinomiya, cầu thủ áo số 4 được tung vào sân thay cho cầu thủ áo số 8. Đưa bóng vào. Rất tiếc. Mình bây giờ bị cuốn theo nó. Mình mà. Bóng nó về phần sân Uchinomiya. Đình Tùng. Và đánh chặn rất tốt của Đình Tùng. Sút pin dành cho U23 Tomama. Duy Long. Đình Kiều. Nào Ngôi Gia. Trọng tài đã nhắc nhở cầu thủ số 15 bên Uchinomiya. Vâng, đội bạn nắm bắt được cầu thủ ngoại binh Nagoya của U23 Tomama với kỹ thuật tốt và thể lực tốt nên luôn cho người truy sát. Dũng ơi, dồn hết bóng vào cột. Văn Dũng là người thực hiện xuất phạm. Xuất phạm.
pha lấy dáng hơi màu mè, thế nhưng cú sút là đi lệch quá xa. Vừa hát vừa khóc rồi. Văn Dũng, vẫn là Văn Dũng, đưa bóng lên bên vòng, không được. Bắt đầu pha lấy ngăn chặn bóng kịp thời của Đình Tùng, một pha xoạc rất đẹp. Văn Dũng, vẫn là Văn Dũng, Đình Tùng, Duy Phong, Văn Dũng, không được. Nhã nhìn 1-2 thế nhưng không có cầu thủ nào đón trên. Duy Long, đá bóng ra, đá bóng vào, vào! 1-0 dành cho U23 Toulouse. Người ông đầu tiên gọi tên Duy Long. Vâng. Vâng. Chồng ghi bàn và vợ cổ vũ. Alo, alo. Đứng thong. Sau khi bị lần trước một bàn, các cầu thủ bên Indonesia đang quyết trông cao đội hình. Điều đây sẽ là một lợi thế, là một ưu điểm bởi Toulouse luôn tận dụng rất tốt những sơ hở bên đội bạn. Nào ra, sút xa. Không được. Một pha sút khá xoáy nên với nhịp một chạm thủ môn không thể bắt được ngay những nhịp đầu tiên. Bạn Dũng. Đứng là quả xoay. Thay người bên Utsunomiya, cầu thủ áo số 6 được tung vào sân thay cho cầu thủ áo số 10. Đi chơi đi kiểu. Không chắc chắn không. Rồi rồi. Rồi. Người vừa cản bóng ra ngoài vừa rồi là Văn Dũng. Ôi! Nhanh lên đi, đang thua đây. Các loại rồi. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Utsunomiya. Phạt qua người của cầu thủ áo số 4. Nào nào. Lên, đúng rồi. Duy Phong. Bóng đang trong chân của Duy Phong. Phút thứ 13, xin lỗi là phút thứ 15. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U23 Toulouse. Còn gì đang
Cuống lên. Ném mạnh lên Tân ơi. Té hai biên. Mình Tân ném máu lên. Tân ơi. Vâng, trọng tài Jisonomiya đã thổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên giữa hai đội Uchinomiya và FC U23 Tomama. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ áo xanh của chúng ta. Đấu thứ hai sẽ trở lại sau 2 phút, quý vị đừng rời khỏi màn hình. Không đỡ lại em nhé. Quả bóng thả lên cho em.